liên quan đến vụ ngạt khí CO do dùng máy phát điện để trong nhà đóng kín cửa và khiến cho 5 người trong một gia đình ở Quảng Bình phải nhập viện cấp cứu. Tính cho đến dạng sáng ngày hôm nay, 5 nạn nhân đã may mắn qua cơn nguy kịch. Nơi xảy ra vụ việc thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Do xảy ra mất điện nên gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh đã sử dụng máy phát điện và đóng kín cửa khiến cả 5 người trong gia đình đều bị ngạt khí CO và được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch suy hô hấp. Theo bác sĩ Trần Thanh Tùng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Trạch, hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực. Cũng theo bác sĩ Tùng, những trường hợp ngạt khí CO có thể gây ra tử vong rất cao. Vì vậy, người dân nên cẩn thận khi sử dụng máy phát điện, không nên đóng kín cửa nhà để tránh tình trạng bị ngạt khí CO do máy phát điện xả ra.